Chú ở đây là cựu chiến binh. Cựu chiến binh kia đó. Năm chục xuất luôn. Có phiếu. Chủ bán. Có phiếu. Có phiếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Thích Nhuận Hóa và thầy Thích Nhuận Hành cùng tăng đoàn chùa Vĩnh Nghiêm. Kính thưa quý cụ cao tuổi gặp hoàn cảnh khó khăn trong đời sống hôm nay. Hôm nay đoàn từ thiện chùa Vĩnh Nghiêm do thầy Thích Nhuận Hóa và thầy Thích Nhuận Hành đến để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của những người cao tuổi chúng ta. Xin quý cụ nhiệt liệt vỗ tay. Thay mặt cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, có lời tri ân đến các thầy, có lời cảm ơn tận tâm khảm đến các thầy đã tận tình đi quyên góp để cho những người hoàn cảnh có hoàn cảnh khó khăn của những người cao tuổi ở địa bàn xã Lâm Đờ Ra thêm một chút ấm áp về tình người cũng như là vật chất để cho các cụ vượt qua những giai đoạn khó khăn, tiếp tục động viên con cháu và mình lao động chân chính để có cuộc sống khá giả tự trong thời gian tới. Xin được hết. Con xin mời thầy Thích Nhuận Hóa nên có vài lời với các cụ quý cụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức cũng như quý vị bà con cô bác lớn tuổi có mặt trong ngày hôm nay. Nhuận Hóa hiện đang tu học tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay đại diện chùa cũng mang đến những món quà cho quý bà con cô bác mình. Thầy Nhuận Hóa cũng như thầy Nhuận Hành đó là hiện tại đang tu học ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện tại cũng có một cái nơi đó là cư trú nhỏ, hiện tại cũng ở Nam Đời Giang mình. Trong khoảng 4 năm dẫn hóa về đây thì chắc bà con cô bác mình nếu mà đi nhận từ thiện nhiều lúc cũng tập mặt dẫn hóa. Tại vì dẫn hóa cũng tâm niệm khi mình đến mảnh đất nào thì mình cũng nghĩ đến quý bà con cô bác hiện tại đang sinh sống trên mảnh đất đó. Hiện tại Dũng Hóa vẫn đang ở Nam Đời Giang thì Dũng Hóa sẽ làm được những cái gì giúp cho xã mình, nhất là đem những cái phần quà, nhất là tình cảm yêu thương của những người con Phật đến với quý bà con cô bác. Cũng mong rằng chư Phật Bồ Tát cũng như chư Thiên gia hộ cho tất cả quý bà con cô bác, những người cao tuổi được sống lâu trăm tuổi, được luôn bình an hạnh phúc, nhất là gia đình mình con cháu càng ngày càng làm ăn phát đạt trở lên. A Di Đà Phật, Nhuận Hóa xin hết.
qua có một chút thầy ký gửi tất cả chúng ta, vừa là Phật tử cũng vừa là những công dân, chúng ta đã cảm nhận được hết những cái tình cảm ấm áp mà bên căn đoàn cũng như các thầy mang lại. Thì bây giờ xin phép thầy vào cái tiền trình, có nghĩa là thầy đã bắt đầu cho phát quà cho các quý cụ. Xin mời. A Di Đà. Nửa nửa đây nhá, ngồi trước đi. Đây là 5 người lên trước. Dạ. Đại diện 5 người cho 5 cụ đầu râu tóc bạc yếu nhất lên trước. Ai yếu nhất thì chỉ lên. Chỉ lên cụ là tóc bạc yếu nhất lên trước. Lên trước không? Có phiếu không? Thầy, có phiếu không? Thành khỏe. Thành khỏe. Cầm tiền để xem lại. Vào trước có phiếu không? Tóc bạc. Còn ai đã đủ chưa? Rồi. Nếu mà đủ rồi thì từ từ để chứ. Cho cụ đi nữa đi. Bà bỏ một phần nữa đi. Để đứng đứng đi bà này. Đứng dưới đây luôn nè. Đây đây, bỏ bỏ đi. Đứng đứng vô phía trang nha. Đứng vô phía trang đi nè. Đứng dưới chân lưng. Còn mấy cổ kia đứng xung quanh. Đồ trang cực lạc năm nay giang. Chị do chụp hả? Đó là đây. Chúng xong chụp cho thầy một tấm. Cười lên chứ mặt bùng bùng là không qua vô đâu. Cười lên, cười lên. Mấy con chụp nè. Cấp. Rồi xong. Lấy phiếu mấy cụ chưa? Các cụ đâu bé không nổi. Chú Việt bưng ra chú Việt cái cụ một cái yếu yếu kìa. Cậu sẵn sàng nó yếu yếu kìa. Thank you.
nhiều người. Nhiều thằng nào? Nhiều lắm rồi. Cứ lên, cứ lên, cứ lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay là 30 tháng 4 thì có quà của những người dân của rồi lấy phiếu mấy cụ chưa? Rồi chụp hình các cụ đi. Thầy chụp cho tấm các cụ chứ. Thầy đứng ở giữa thôi. Rồi chụp hình ngay các cụ cười lên nha. Rồi 2, 3. Cơm. Đó, 1, 2, 3, 5, 6. Rồi. Cái cụ nó bế nổi thì còn mình chủ đó, mình bế nó bế cụ. Còn lên lên đi, lên lên đi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi mấy cậu. Mấy cậu có ưng chụp nữa không? Thôi được rồi. Có nhiều lúc không mấy cậu ưng chụp. Cô đứng im xoay cái lưng là tôi quay cái đồ tròn cực lọc các cô. Lấy hết hết ngươi rồi hả chú? Hết hết. À. Đây 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 đây. Còn lại mình chưa đến. À chưa đến. Cái vấn đề đó thì mình chưa. Đó tình trạng mà ví dụ như là không đúng. Đúng. Giờ mình đây mình làm như này là quá không phải. À. Rồi. Nhưng chưa đến thì để chủ phát sáu để xả. Để xả phát sáu đi. Rồi, kết thúc nghe. Gì là không? Cái máy này nó không.